Xin chào tất cả các bạn. Như các bạn đã biết, hiện nay ở Việt Nam với các cái dòng máy rất là phổ biến, các cái dòng máy lọc nước sử dụng công nghệ lọc Aero. Tuy nhiên có một thực trạng là hiện nay hầu hết tất cả các máy Aero ở Việt Nam, một là nhập khẩu nguyên chiếc từ Trung Quốc hoặc Đài Loan, hai là nhập khẩu các linh phụ kiện từ Trung Quốc hoặc Đài Loan sau đó về lắp ráp ở tại Việt Nam, ba là nhập khẩu các cái vật liệu từ Trung Quốc hoặc Đài Loan sau đó thì có nhà máy sản xuất ở tại Việt Nam. Thì ngày hôm nay mình sẽ cùng các bạn tìm hiểu về một cái dòng máy lọc nước công nghệ Aero nhưng có rất nhiều khác biệt so với các cái dòng máy lọc nước thông thường hiện nay ở trên thị trường. Và sau đây mình sẽ cùng với tất cả các bạn chúng ta cùng tìm hiểu xem là các công nghệ lọc nước Aero này, cái máy lọc nước Aero này nó có gì khác biệt. Thì đầu tiên ở phía bên ngoài các bạn có thể thấy là nó có đầu tiên là cái vòi inox 304 rất là khác biệt, đúng không ạ? Trong đó hiện nay thông thường là sử dụng hai cái vật liệu chính để làm vòi. Thứ nhất là cái vật liệu bằng thép mạ chrome và thứ hai là cái vật liệu là inox 201. Thì cả thép mạ chrome và inox 201 đều không phải là inox nguyên chất. Nó sẽ có nguy cơ là nó sẽ phôi những cái kim loại nặng ở trong cái vòi đấy ra nước và nó ảnh hưởng đến sức khỏe của người sử dụng. Trong đó với cái vòi inox 304 này, nó là vòi inox nguyên chất. Thứ nhất, nó cực kỳ bền bỉ. Thứ hai, nó sẽ giúp chúng ta tránh khỏi cái nguy cơ là bị phôi những cái tạp chất ở trong vòi ra nước. Đấy là điểm đầu tiên. Cái vỏ của cái máy này nó là bằng cái vật liệu là kính cường lực, nhìn nó cũng rất là đẹp và sang trọng, đúng không ạ? Và trên cái phần vỏ này chúng ta có dán hai cái tem. Các bạn có thể để ở đây, đầu tiên là cái tem thứ nhất, là cái tem là chứng nhận ở trong cái máy này nó có thêm một cái linh kiện, đấy là cái lõi lượng tử. Và thứ hai là nó có thêm một cái linh kiện là cái lõi hydrogen 3 trong 1. Thì lát nữa mình sẽ cùng các bạn tìm hiểu chi tiết các cái phần này ở phần sau. Thì sau đây mình sẽ mở cái máy này ra để chúng ta cùng khám phá xem ở trong cái máy này nó có những cái bộ phận gì và nó có những cái điểm gì khác biệt so với các máy lọc nước thông thường hiện nay. Cái giá này nó có, thứ nhất là nó có tem chống hàng giả. Cái tem này có một điểm rất là đặc biệt là ở đây trên này nó có một cái thẻ cào. Các bạn chỉ cần cào cái này ra, sau đó các bạn nhắn cái mã đấy lên trên trung tâm bảo hành thì các bạn sẽ kiểm tra được là cái hàng này có phải là hàng chính hãng hay không. Thứ hai nữa là trên cái giá này còn có đầy đủ tất cả tem của các cái nhãn mác. Đấy, ở trong cái máy này đấy, có cái màng logo là của Made in Korea này. Đấy, rồi là các cái tem mác của Watech, vân vân. Tiếp theo đó thì với một cái máy lọc nước Aero ấy, thì trái tim của cái máy lọc nước Aero nó chính là cái màng Aero. Thì cái màng Aero của cái bộ lọc này nó rất là đặc biệt ở một điểm. Sau đây mình sẽ cùng các bạn nhìn vào cái màng Aero của máy này. Đây, thứ nhất là cái màng này nó được đúc nguyên khối. Và chính vì cái việc đúc nguyên khối sẽ giúp cho chúng ta tránh cái nguy cơ bị dùng phải những cái màng giả, những cái màng nhái kém chất lượng ở trên thị trường. Và cái màng này ở ngoài nó có dấp nổi chữ Made in Korea ở đây, nó chống hàng giả, hàng nhái. Đây, thì đấy là với cái màng Aero. Ngoài ra nữa, cái màng Aero này nó có một điểm còn rất là đặc biệt nữa. Đây chính là nó được tích hợp cái công nghệ sụp rửa màng tự động ở dưới này. Chính là cái hình chữ nhật màu đen đây, các bạn thấy hình vuông màu đen các bạn thấy ở đây ở dưới này. Thì chính nhờ cái việc có công nghệ sụp rửa màng tự động như vậy thì nó sẽ giúp cho cái tuổi thọ của màng này được tăng lên rất là cao. Nó tăng cái tuổi thọ của màng này lên, đặc biệt là với những khu vực nào mà cái hàm lượng cái đá vôi ở trong nước nó cao thì là cái công nghệ sụp rửa tự động này nó vô cùng quan trọng. Màng Aero nó có cái nhược điểm đấy là làm hết khoáng và làm giảm được pH ở trong nước. Thế nên là sau một cái màng Aero trên thị trường hiện nay thông thường người ta sẽ tích hợp những cái lõi lọc chức năng ở sau màng, đúng không ạ? Đó là chức năng tạo khoáng, chức năng tạo kiềm và chức năng tạo cái hydrogen. Watech cũng đã tích hợp tất cả ba chức năng tạo khoáng, tạo kiềm và tạo hydrogen đó và một cái lõi lọc 3 chức năng ở trong một như thế này. Ngoài ra chúng ta có thấy ở đây là nó có thêm một cái lõi post carbon, tức là nó có tác dụng là cân bằng nước, tạo cho nước có vị ngon ngọt hơn. Màng Aero ấy, bởi vì kích thước khe hở của cái màng Aero nó nhỏ hơn virus vi khuẩn, thế nên là nó có khả năng là loại bỏ các cái virus vi khuẩn ở trong nước. Tuy nhiên khi mà cái màng Aero nó không hoạt động ấy, thì các cái vi khuẩn đấy nó có khả năng trườn bò qua cái màng Aero đó và nó làm tái khuẩn cái nguồn nước mà chúng ta sử dụng. Đấy là lý do tại sao mà sau cái màng Aero này chúng ta cần tích hợp thêm cái công nghệ diệt khuẩn nữa. Thì ở đây có một công nghệ diệt khuẩn, đấy là tích hợp thêm công nghệ diệt khuẩn, đấy là cái lõi diệt khuẩn lượng tử. Chúng ta thấy đây, đây là lõi diệt khuẩn lượng tử tích hợp trong cái bộ này. Thì cái lõi diệt khuẩn lượng tử này nó có rất nhiều những cái ưu điểm so với cái việc sử dụng cái công nghệ diệt khuẩn bằng đèn UV tia cực tím. Cái thứ nhất là cái lõi diệt khuẩn lượng tử này nó không cần dùng điện. Thứ hai là cái lõi diệt khuẩn lượng tử này nó có thể sử dụng, nó có thể tiêu diệt được tất cả những các loại virus khuẩn ở trong nước, trong đó có cả những vi khuẩn kỵ khí. Trong khi đó thì cái đèn UV tia cực tím nó không thể tiêu diệt được các cái bào tử khuẩn kỵ khí. Ngoài ra nữa, cái tuổi thọ của cái lõi lượng tử này nó cũng lớn hơn so với cả cái tuổi thọ của cái đèn UV. Tức là một cái đèn UV chúng ta sử dụng ấy, chỉ khoảng 6 tháng đến 1 năm là nó sẽ phải thay. Nhưng với cái lõi lượng tử này thì chúng ta sử dụng 19.000 lít nước thì chúng ta mới phải thay. Tức là 19.000 lít nước, ví dụ nếu mỗi ngày mà
các bạn sử dụng khoảng 10 lít thì một tháng sử dụng khoảng 300 lít nước, thì một năm chúng ta mới sử dụng hết khoảng 4 khối. Và với việc sử dụng 19.000 lít nước, tức là 19 khối, thì khoảng 5 năm, được không ạ? 4 đến 5 năm chúng ta mới phải thay cái lõi điện tử này. Và nó được tích hợp ở trong cái máy, đây là cái máy lọc Aero duy nhất hiện nay ở Việt Nam được tích hợp thêm công nghệ diệt khuẩn điện tử này các bạn nhé. Và tiếp theo đó chúng ta cùng khám phá những điểm khác biệt của cái bộ này. Chúng ta ở thấy đây có cái phần nút bấm, đây chính là cái đèn cảnh báo cái áp lực nước yếu. Thì khi mà cái đèn này nó cảnh báo áp lực nước yếu ấy, thì chúng ta sẽ bật lên và cái bơm này nó sẽ có cái tác dụng, nó sẽ hút được, tức là sẽ sử dụng được khi mà áp nước nó yếu. Và ngoài ra còn có cái đồng hồ đo cái áp nước ở đây. Đấy, đồng hồ đo áp nước ở đây, thì đấy là những cái sự khác biệt. Ngoài ra nữa, tức là các bạn có thể hình dung là với cái bộ này, tất cả các phần lõi lọc, cái màng lọc Aero và tất cả phần lõi lọc ở sau màng thì đều là nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc. Còn cái phần điện, tức là phần bơm ở đây, tức là phần điện ở đây là của Đài Loan, rất là bền bỉ, đúng không ạ? Vừa rồi đã cùng với tất cả các bạn, chúng ta cùng tìm hiểu về cái điểm khác biệt, những cái điểm vượt trội của cái dòng máy lọc Watech Hybrid H2QD này. Rất là chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi.